Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái thông tin quan trọng về cái dự án Cuckoo khai thác cái đồng CK. Cụ thể thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái những cái thông tin mới, những cái thay đổi mới và cái cách khai thác mới ở trên cái ứng dụng trên cái dự án Cuckoo này. Thì đây là cái trang web chính thức của dự án Cuckoo, và ở trên này thì cũng có cho chúng ta các cái link để cho chúng ta có thể tải app về, chúng ta có thể sử dụng cái tham gia dự án này bằng cách là chúng ta truy cập trang web hoặc là các bạn có thể tải bản APK cũng như là bản Google Play. Thì cái bản Google Play thì hiện tại thì vẫn chưa có app ở trên cái ứng dụng trên cái cửa hàng Search Play, và chúng ta sẽ sử dụng ở bằng bản APK. Và cái phần mà đây là cái phần mà cái tổng cung cũng như là cái mạng lưới của dự án Cuckoo. Thì các bạn có thể tìm hiểu những cái thông tin mới ở trên cái trang web chính thức của dự án. Về cái phần mở lộ trình ấy, thì cái phần mà bước 1 là thúc đẩy mạng Cuckoo hệ thống trực tuyến này, và cái bước thứ hai đó là xác minh KYC và kiểm toán phân phối Europe, hệ thống đặt cọc và hoạt động tiếp thị. Bước 3 của cái nội trình này thì là liệt kê token ở trên PancakeSwap trên CoinGecko. Thì cái thông tin này thì dự án cũng đã công bố cho chúng ta sẽ niêm yết ở trên PancakeSwap và trên CoinGecko vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024. Thì cái thông tin này thì ở video trước thì mình cũng đã là cập nhật cho các bạn rồi. Đợt đầu tiên niêm yết ở trên sàn CAKE và phát triển mainnet blockchain và kiểm toán này, và thêm nhiều niêm yết cách khác. Và cái bước 4 đó là khởi đầu trên Mainnet và xây dựng hệ sinh thái ở trên Mainnet. Đó, trên đây là cái phần mà lộ trình các cái bước đi của cái dự án Cuckoo. Thì ở trên trang Twitter chính thức của dự án thì cách đây cũng 2 giờ thì cũng có một cái thông báo, thì mình cũng đã là cập nhật cho các bạn về cái thông tin đó là dự án nâng cấp cái phiên bản app mới nhất. App đã được cập nhật và sẽ được cập nhật sau 30 phút. Và những cái bạn nào mà sử dụng ở app thì chúng ta xóa cái app cũ đi và chúng ta cài cái app mới, và sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt cái phiên bản app mới nhất. Thì cái link tải app ở đây thì họ cũng để cho mình cái link, thì các bạn có thể vào các bạn kích tải, hoặc là các bạn có thể là truy cập vào cái trang web chính thức của dự án, chúng ta tải app cái phiên bản app mới nhất. Nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta phải xóa cái bản cũ đi. Và cách đây là 1 giờ thì cũng có một cái bài tít mới nhất cũng khá là dài, thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Cuckoo Network CK Coin đã hạ cánh thành công ở trên sàn giao dịch PancakeSwap. Như vậy thì là đã có cái thông tin này là được niêm yết ở trên sàn PancakeSwap với địa chỉ hợp đồng này. Bây giờ thì các bạn có thể là trao đổi ở trên PancakeSwap. Điều này đánh dấu một điểm khởi đầu mới cho giá trị của đồng tiền CK. Nó sẽ không còn bị giới hạn ở trong lưu thông nội bộ mà sẽ thực sự là thâm nhập vào thị trường rộng lớn của các mạng lưới phi tập trung và được nhiều thợ mỏ thử nghiệm và công nhận hơn. Tức là trước kia thì chúng ta dự án chi tiền ra mua lại cái đồng CK mà chúng ta khai thác được. Và giờ đây thì cái đồng CK đã được niêm yết trên sàn PancakeSwap, thì các bạn có thể là bán ở trên trên sàn PancakeSwap với cái đồng CK mà chúng ta khai thác được, và dự án nó ngừng mua lại, tức là ngừng trao đổi ở trên trang web rồi các bạn nhé. Và để phát triển bền vững mạng lưới Cuckoo và nâng cấp tính khan hiếm cũng như là giá trị của đồng xu CK, thì chúng tôi đã ra mắt hệ thống nhóm khai thác kép bạc và vàng mới và đóng chức năng trao đổi và khai thác miễn phí đồng xu. Tức là như vậy là chúng ta sẽ không còn được khai thác miễn phí đồng xu CK nữa, cũng như là không còn được trao đổi cái đồng CK sang USDT BNB ở trên trang web nữa. Và tất cả các thợ mỏ có thể thực hiện khai thác trả phí ở trong nhóm khai thác kép để nhận được nhiều lợi ích hơn. Bạn có thể rút trực tiếp số tiền CK thu thập được từ quá trình khai thác sang ví được mã hóa bằng BEP20 của mình, hoặc là giao dịch chúng ở trên sàn giao dịch PancakeSwap. Với việc niêm yết đồng CK ở trên PancakeSwap Exchange, giá trị và tầm ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên nhanh chóng. Chúng tôi sẽ tích cực niêm yết ở trên nhiều sàn giao dịch hơn để mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng và khai thác mã Cuckoo và tạo ra giá trị tài sản lớn hơn.
Coco Network cam kết tạo ra một hệ sinh thái blockchain an toàn, hiệu quả và minh bạch cho người dùng. Giá trị của nó sẽ tiếp tục tăng theo thời gian và cuối cùng trở thành một loại tiền điện tử chính thống. Tham gia Coco Network cùng nhau tạo ra sự giàu có. Trên đây là mình tổng hợp lại cái thông tin, tức là dự án thì đã ngừng cho chúng ta khai thác miễn phí, cũng như là ngừng cho chúng ta swap trực tiếp ở trên trang web từ đồng CK sang cái đồng USDT và đồng BNB. Như vậy từ giờ trở đi thì chúng ta sẽ khai thác là sẽ mất phí, và nó sẽ có hai gói, gói đồng và gói bạc và gói vàng. Và khi các bạn truy cập vào app thì các bạn sẽ thấy nó có cái phần kích bắt đầu khai thác ở đây. Kích bắt đầu khai thác ở đây, hoặc là các bạn vào cái phần vào giao diện cái ví ấy, thì chúng ta sẽ mất đi cái nút trao đổi, và nó thêm một cái mục khai thác ở đây, nó có cái hình cái búa. Như vậy ở đây thì nó sẽ có hiện hai cái gói khai thác là khai thác bạc và khai thác vàng. Khai thác vàng thì các bạn sẽ là nạp, chúng ta sẽ nạp 10 USDT hoặc là 0.02 BNB vào trong cái ví của chúng ta. Đó, để mà chúng ta kích hoạt cái gói khai thác này. Và ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái gói này thì mỗi 10 USDT giá trị token staking bạn sẽ nhận được là 1T công suất tính toán. Tức là mỗi mỗi 10 10 đô la là chúng ta sẽ gửi staking thì chúng ta sẽ nhận được cái sức mạnh khai thác là 59,5147 CK trên P, tức là trên 1 phút. Và ở đây thì staking này thì có thể hủy và bất kỳ lúc nào, và USDT sẽ hoặc là BNB các bạn gửi staking sẽ được trả lại ngay lập tức. Và khi các bạn được trả lại như thế này thì là chúng ta sẽ ngừng khai thác. Đó, các bạn toàn quyền quyết định, tức là chúng ta gửi staking chúng ta khai thác ngày nào mà không thích khai thác nữa là chúng ta có thể hủy ở cái staking này, và chúng ta rút cái USDT hoặc là BNB về ví, và nó không hoàn toàn, nó không bắt buộc chúng ta là phải staking trong vòng bao nhiêu ngày, 30 ngày hay 180 ngày hay 360 ngày. Các bạn staking ngày nào chúng ta khai thác ngày đấy, không staking thì chúng ta rút ra và chúng ta ngừng khai thác. Đó là các bạn phải hiểu về cái cách áp dụng mới về cái cách khai thác này. Về cái gói vàng, thì ở đây là chúng ta sẽ hồ khai thác còn lại ở đây, và staking tối thiểu là 100 đô hoặc là 0.2 BNB, và sản lượng mỗi T là mỗi T này mình không hiểu là mỗi một tháng thì phải. Và ở đây thì chúng ta sẽ ở cái gói này chúng ta sẽ khai thác được nhiều hơn 893,99 CK trên 1 phút, và mỗi 100 USDT giá trị token staking bạn sẽ nhận được 1T công suất tính toán, và staking này có thể hủy bất kỳ lúc nào, và USDT hoặc BNB các bạn staking sẽ được trả ngay lập tức về ví chính, và các bạn có thể rút về ví cá nhân của bạn. Đó là cái thông tin mới mà dự án áp dụng. Thì ở đây thì mình sẽ cập nhật, mình sẽ nâng cấp luôn ngay từ đầu này. Thì mình sẽ, cái này thì mình cũng cân nhắc với các bạn mà bây giờ là nó không phải là khai thác miễn phí nữa. Trước đây là 2 tháng, 3 tháng rồi là họ cho chúng ta khai thác miễn phí, và bây giờ họ không cho chúng ta khai thác miễn phí và sẽ là mất phí. Mất phí ở đây là không phải là chúng ta mất đi, mà chẳng gọi là chúng ta gửi và staking để chúng ta khai thác. Các bạn không muốn staking nữa, chúng ta hoàn toàn rút được cái số gốc của chúng ta về. Đó, các bạn lưu ý như vậy là chứ chúng ta không phải mất đi hay là không phải là đầu tư cái gì cả. Thì ở đây thì mình sẽ là đầu tư vào gói vàng là 100 đô. Thì các bạn kích vào khai thác bắt đầu này này. Thì ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là thanh toán. Thanh toán ở đây thì nó yêu cầu trong ví của chúng ta là phải có 100 đô. Vậy thì các bạn sẽ kích vào cái phần ví này. Các bạn vào gói 10 đô thì chúng ta sẽ nạp vào 10 đô, mà 100 đô chúng ta sẽ nạp vào đây, USDT này mà là 100 đô. Mình sẽ bấm vào phần gửi. Mình sẽ chọn USDT hoặc là BNB cũng đều được. Ở đây thì đây mình nhấn vào phần nhận đã, chứ không phải gửi nhé. Đây các bạn copy cho mình cái địa chỉ này, và USDT ở đây là USDT của mạng BEP20, BNB Smart Chain nhé, BEP20 nhé. Các bạn copy địa chỉ này. Đó, sau đó thì mình sẽ quay lên sàn mình gửi vào. Ở đây thì mình sẽ gửi ở sàn Onnut, và sàn OKX thì nó không hỗ trợ BNB, không hỗ trợ chúng ta rút cái đồng USDT mạng BEP20. Cho nên là mình sẽ rút ở cái sàn Onnut. Đó, mình sẽ gửi vào BEP20 này. Các bạn lưu ý là chúng ta phải chọn đúng. Ở đây thì mình sẽ là 100 đô. Mình sẽ gửi là 101 đô, tránh trường hợp là
bị thiếu hụt là không nhận được. Các bạn dán địa chỉ vào, sau đó các bạn nhấn xác nhận này. Rồi, ok, như vậy là mình đã gửi đi 101 đô nhé, sang bên cái app này nhé, để mình kích hoạt cái gói khai thác vàng. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chờ một chút xíu thì đô nó về bên này thì mình sẽ kích hoạt cho các bạn tham khảo. Ok, như vậy là mình đã thấy có số dư là 101 USDT vào trong cái ví của cái app Cuckoo của mình rồi. Thì các bạn kích quay trở lại với cái mục khai thác nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại cái phần hồ khai thác, chúng ta sẽ chọn cái gói khai thác. Ở đây thì mình chọn gói khai thác vàng. Thì các bạn kích nút bắt đầu khai thác. Rồi chúng ta sẽ nhập cái số ở đây. Thì các bạn nhập đúng 100 cho mình. 100 đô. Thì các bạn nhấn xác nhận cho mình này. Nếu như các bạn nạp BNB thì chúng ta sẽ chọn mục BNB nhé. Ở đây thì mình nạp USDT thì mình sẽ là chọn mục là USDT. Rồi các bạn nhấn xác nhận cho mình này. Đó. Ở đây là staking thành công nhé. Bắt đầu khai thác ngay nhé. Đấy, ở đây là mình đã kích hoạt cái khai thác rồi. Các bạn có thể xem cái phần mà lịch sử ở đây này. Đó, ở đây này, staking là 100 đô, đếm ngược sản lượng là 167 này. Ngày là ngày kích hoạt các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì quay trở lại cái phần mục đầu tiên, mình sẽ load lại trang xem như thế nào. Ok thì bây giờ họ không cho chúng ta là swap ngay ở trên cái app của họ, thì chúng ta sẽ rút cái đồng CK này về cái ví và sau đó thì chúng ta sẽ bán ở trên cái ví MetaMask hay là cái ví trước wallet của chúng ta. Chúng ta sẽ bán trực tiếp cái đồng CK này ở trên ví các bạn nhé. Ok, video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.